kẹo rồi. Dạ vâng, rõ ràng thì việc đảm bảo sức khỏe cho trẻ thì luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà bên cạnh việc phòng bệnh cho con thì rất nhiều cặp ba mẹ mà tôi thấy luôn bắt con phải ăn ngoan và ăn thật nhiều. Nhưng mà việc ăn uống thì làm sao mà chúng ta ép trẻ được đúng không ạ? Vâng, ăn ngon ngủ ngon thì chắc chắn là sức đề kháng sẽ tốt hơn. Việc đấy cũng dễ hiểu và là một tâm lý bình thường thôi ạ. Dạ vâng, rất nhiều ông bố bà mẹ trẻ hiện đại bây giờ đều muốn con mình được phát triển theo hướng được vận động và trải nghiệm nhiều với các hoạt động bên ngoài xã hội. Và như lớp tập gym cho trẻ nhỏ dưới đây cũng là một ví dụ. Lớp tập gym không dành cho những nam thanh nữ tú, mà đó là của các thiên thần đáng yêu, thậm chí còn đang chậm chững biết đi. Tập gym cho trẻ từ 6 tuần tuổi là một mô hình của Mỹ được du nhập vào Việt Nam cách đây 6 năm. Những người sáng lập các phòng tập này đã phải ngược dòng thay đổi tư duy của các bố mẹ Việt. Thay vì nâng niu, giữ gìn bé, hãy cho bé vận động và phát triển theo đúng lứa tuổi. Một hoạt động thể chất hữu ích giúp con trẻ vui vẻ và hòa đồng sau những giờ học thường ngày. Mình thấy rằng đến bây giờ thời điểm này thì cái việc mà tập thể dục gọi là gym cho bé từ 6 tuần tuổi thì nó đã trở thành một cái sự lựa chọn và mọi người đã quen rồi. Nhưng mà 6 năm trước khi mà mô hình này mới vào Việt Nam thì những cái sự bỡ ngỡ khó khăn nó là gì cả? Bố mẹ đã có thể tiếp cận được những cái mới như thế chưa hả bạn? Cái thời điểm em nhớ là cái thời điểm 6 năm trước ấy, khi mà mới bắt đầu có chương trình MyGym về Việt Nam, khi mà tư vấn cho phụ huynh thì phụ huynh sẽ nói rằng là ôi con chị bé lắm, con chị mới 6 tháng thôi cho nên là bé nhà chị còn rất là nhát và em bé sẽ không thể làm được những cái như thế này. Đó, thế nhưng mà sau khi mà tham gia cái lớp học thử của bên em rồi và trải nghiệm cái chương trình này thực tế thì phụ huynh cảm thấy là dần dần họ sẽ thay đổi được cái suy nghĩ của mình, hay là họ nhìn nhận MyGym giống như là một cái bài tập thể dục, có nghĩa đại loại là về thể chất mà sẽ giúp cho em bé tiến bộ hơn về cả về sức khỏe, về thể chất, và nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như là em bé sẽ vui vẻ hơn này, việc ăn uống của các em sẽ tốt hơn. Đó, hay là ví dụ như là ngủ nghỉ của các bé cũng như vậy. Mình được biết rằng là tập gym cho bé thì áp dụng từ một cái lứa tuổi khá là bất ngờ, rằng là từ 6 tuần tuổi. Dạ vâng. 6 năm rồi. Có học viên nào 6 tuần tuổi chưa nhỉ? Thực ra thì đối với cái độ tuổi 6 tuần tuổi ở Việt Nam mình ý, thì là các bố mẹ vẫn còn e sợ một chút, bởi vì là lúc đó thì các con còn quá bé, cho nên là họ sợ là nếu như trường hợp mà khi mà mình luyện tập cho các con thì sẽ ảnh hưởng về một khía cạnh nào đó. Thế nhưng mà tuy nhiên thì bên em là cái chương trình của bên em là theo bản quyền, và mỗi một cái bài học ấy là nó sẽ phải tuân thủ theo những cái nội dung ở trong bài học đó. Và để đưa ra được cái chương trình MyGym như thế này là các chuyên gia ở bên MyGym Mỹ họ đã nghiên cứu rất là kỹ về cả thể chất của các con cũng như là tất cả những cái gì mà em bé có thể làm được và có thể đáp ứng được. Nhưng hầu hết ở lứa tuổi ở Việt Nam ấy, thì các bé sẽ chủ yếu rơi vào tầm lứa tuổi là đông nhất thì sẽ là bắt đầu từ 6 tháng cho đến tầm 23 tháng tuổi cho đến 4 tuổi rưỡi. Bạn cũng nhắc đến rằng là mình cái mô hình này là mình lấy bản quyền, mình mua bản quyền từ nước ngoài. Vâng. Vậy thì họ có kiểm soát những cái hoạt động của mình không? Bởi vì chỉ là một cái sự thay đổi hoặc là một cái việc làm không đúng cái bản quyền thôi thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái thương hiệu của họ. Theo cái nguyên tắc của MyGym thì cái sự an toàn cho trẻ nhỏ luôn luôn được đặt lên cái vị trí hàng đầu. Chính vì thế mà tất cả các cái giờ học của bên em sẽ luôn luôn có giáo viên. Ý em nói rằng là cái giờ học mà cả khi mà bé vào sân một mình với các bạn lớn hoặc là với những bạn nhỏ của bố mẹ đi kèm thì cũng hoàn toàn là đều phải có phụ các giáo viên của bên em, mà giáo viên của bên em là phải được qua một cái quá trình training và có bằng cấp, thì bằng của MyGym chứng nhận thì các bạn mới được vào lớp để dạy. Và thêm nữa thì đối với cái việc kiểm soát về chất lượng thì hiện tại bây giờ ở tất cả các cái trung tâm của MyGym Việt Nam thì sẽ có một anh là chủ của tất cả các cái nhượng quyền tại thị trường Việt Nam sẽ đi kiểm tra tất cả các cái trung tâm về trang thiết bị, về sự an toàn, về giáo viên, về chất lượng giáo viên, về dịch vụ khách hàng của tất cả các trung tâm, và sau đó là họ sẽ report sang bên Mỹ đó. Và thường thì ở bên Mỹ chẳng hạn thì thỉnh thoảng họ cũng sẽ có, ví dụ như là 1 năm, 6 tháng hoặc 1 năm thì họ sẽ đến để kiểm tra tất cả các trung tâm một lần. Có phải là vì mình mua bản quyền của Mỹ nên là mình thấy rằng là mình quan sát rằng trong cái chương trình học của các bé thì các cô song song với việc nói tiếng Việt thì hình như là nói tiếng Anh nhiều hơn. Có phải như vậy không? Bởi vì cái chương trình của MyGym là chương trình bản quyền, vì thế cho nên là tất cả từ những cái chi tiết nhỏ nhất bọn em cũng sẽ phải follow theo cái chương trình bản quyền đó. Đối với cái việc mà nói chuyện nói tiếng Anh ở trong lớp học ấy ạ, thì một phần cũng vì là bản quyền,
bắt buộc là bọn em sẽ phải sử dụng tiếng Anh ở trong lớp, tuy nhiên bọn em cũng sẽ có trợ giảng đối với những phụ huynh mà không biết. Thêm nữa thì đối với những các bạn lớn thì bọn em cũng có cái tiếng Anh này thì các bạn ấy sẽ một phần nào đó là hỗ trợ cái việc học tiếng Anh của các con. Trọng tâm thì bọn em vẫn dựa vào và tập trung vào việc các bài tập vận động cho các bé là chủ yếu. Ví dụ như là một người trẻ như mình chẳng hạn, thì khi mà đi tập gym thì bao giờ cũng sẽ mong muốn, một cô gái thì sẽ mong muốn là có ba vòng thật là đẹp, và một chàng trai thì sẽ có mong muốn là có một cơ thể 6 múi chẳng hạn. Thế thì mình đặt ra những cái mục tiêu về thể chất cho các bé ở đây là như thế nào? Ví dụ như là với em, là ví dụ như là với các bạn từ 13 tháng nhá, 13 tháng cho đến 22 tháng, thì khi mà các con luyện tập xong ở cái lứa tuổi đó, các con sẽ có thể đi thăng bằng rất là tốt ở trên một cái cầu thấp mà không cần có một chút support từ phía một phần đỡ từ các thầy cô giáo thôi. Và mới ban đầu, những ngày đầu các bạn ấy sẽ không thể gọi là tự đi được, mà các bạn ấy sẽ luôn luôn là phải dìu cả hai tay. Nhưng thậm chí ví dụ có những bạn 2-3 tháng là bạn ấy đã có thể tự đi ở trên cầu một mình được rồi. Đó, thì cái sự tự tin của các bạn ấy hơn, và bọn em cũng sẽ đánh giá vào trực tiếp là vào cái thời điểm đó mà bạn ấy có thể làm được những động tác nào. Ví dụ bạn có thể đu xà nhào lộn mà bạn ấy cảm thấy không sợ hãi, bạn ấy không còn khóc như những ngày ban đầu nữa, bạn ấy cảm thấy tự tin. Và cái khả năng cảm thụ âm nhạc hay là cái việc làm theo của bạn ấy, làm theo sự hướng dẫn của các thầy cô giáo rất là tốt, thì bọn em cũng nhìn vào những cái kết quả thực tế của các bạn để đánh giá. Nhưng mà khi mà các bạn có thể phát triển nó thành một cái sự lựa chọn như gần như là một cái trào lưu, và có rất là nhiều địa điểm sự lựa chọn cho các dân cư ở đô thị, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc các thành phố lớn nữa, làm thế nào để các bạn quản lý được cái chất lượng chứ nó không đi chạy theo trào lưu và bị số lượng? Về cái số lượng của lớp học ấy, thì bọn em mỗi một lớp học thì bọn em cũng chỉ giới hạn là 15 học viên ở trong lớp, nếu mà có cả phụ huynh vào cùng. Còn mình sẽ không quá tối đa, bởi vì có những cái nơi tập ở những chỗ khác thì có thể là 20, 50 hoặc là 30 bạn vào, nhưng mà ở MyGym thì mình chỉ giới hạn là 15 bạn một lớp thôi, để đảm bảo về chất lượng của lớp học đó. Cảm ơn Huyền vì những chia sẻ với Rubik Cuộc Sống, và chúc cho những niềm đam mê với các bạn nhỏ trong các lớp tập gym của mình sẽ tiếp tục được lan tỏa đến nhiều người. Để biết trẻ có thích thú với một trò chơi nào đó hay không, đơn giản thôi, chúng ta hãy nhìn vào ánh mắt của trẻ. Thay vì để trẻ sử dụng các thiết bị điện tử như là iPhone, iPad hay là xem TV, chúng ta hãy đưa trẻ đến phòng tập gym này để các trẻ có thể tự trải nghiệm. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh vui nhộn cũng như là một chùm phỏng vấn của chúng tôi. Là bé rất lười vận động, nhưng mà qua 2 tháng thì bé sẽ tiếp xúc với các thầy cô, bé sẽ vui vẻ hơn. Bảo bạn bé rất thích đến giờ đi học. Gần đây là leo trẻ con thích. Cũng thế con thích cả nhiều trò chơi. Ba tháng thì chập chững chưa biết đi, thì là tập xong thì một tháng sau thấy có vẻ đi tốt hơn hẳn. Cũng nghĩa là bây giờ toàn chạy thôi, không đi bình thường nữa. Thực ra ở nhà thì mình chỉ cho bạn ấy chơi Lego hay là xem TV, xem mấy cái bài hát các thứ thôi, mình không nghĩ được nhiều. Nhưng đến đây thì các thầy cô nghĩ ra được nhiều trò chơi cho cô bé, thì khả năng bé vui chơi sẽ tốt hơn.